Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão ra đây. Trước khi đến với trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ đi công bố cái kết quả mini game ngày hôm qua nhé. Câu hỏi trong mini game ngày hôm qua đó là số của mình săn sale vào lúc mấy giờ và có tổng cộng bao nhiêu loại phương tiện trong game. Thực ra thì câu trả lời dễ thôi, chỉ cần xem video của mình kỹ một xíu thì trong video gần như là mình đã nói đáp án luôn rồi. Đó, thì đáp án của chúng ta là 19 giờ hàng ngày và có 7 loại phương tiện nhá. Có một số bạn thì comment 8 loại phương tiện nhưng mà mở ngoặc thêm là tính cả xe đua màu trắng. Được, cái đáp án này thì cũng sẽ được công nhận nha. 7 hay 8 phương tiện thì đều đúng. Về phần thưởng thì một bạn có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất sẽ nhận được cái ạc hôm qua mình review. Ngoài ra thì mình sẽ chọn ra 3 bạn để tặng cho mỗi bạn 200k trong shop, để anh em có thể tùy ý mua những cái ạc ở trong shop của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tới với giải đặc biệt trước đã. Thì đây, YouTube nó có cái tính năng đó là sắp xếp theo bình luận mới nhất trước, nên là cái bình luận dưới cùng ấy thì đương nhiên là sẽ là bình luận cũ nhất, mà bình luận cũ nhất thì đương nhiên là bình luận sớm nhất của video đấy rồi. Đó, bây giờ mình sẽ kéo xuống dưới cùng nha. Đây, cái này thì hoàn toàn công khai nên là anh em có thể tự check cũng được. Đấy, comment đầu tiên đến từ bạn MFF. Sớm ID shop anh tổ chức săn sale 7 giờ hàng ngày. Thì nói chung là bạn này thì bình luận đầu tiên rồi, nhưng mà câu trả lời thì chưa chính xác nhá. Săn sale là 19 giờ cơ, còn nếu như 7 giờ thì phải là 7 giờ tối. Với lại còn một ý nữa mà. Ý thứ hai thì bạn ấy lại trả lời tít ở trên này nên là mình không tính nhá, chỉ tính ở một comment duy nhất thôi. Đấy, bạn này thì lại đúng giờ nhưng mà lại sai xe này, 7 xe mới đúng cơ. Ok, như vậy đây là bạn có câu trả lời chính xác và nhanh nhất này. Shop của anh săn sale lúc 19 giờ hàng ngày, tổng cộng Free Fire có 7 loại phương tiện, ID shop là 2671. Đó, thì chúc mừng bạn Sơn Pro đã giành được giải đặc biệt trong mini game lần này. Thì vì là tặng ạc nên là bạn vui lòng nhắn tin qua bên Facebook của mình nhá. Bên Facebook cá nhân ấy, xong rồi mình sẽ trao quà trực tiếp. Còn link Facebook thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ qua bên chọn ra 3 bạn may mắn nhất để tặng mỗi bạn 200k. Anh em để ý là trong cái trang mà chọn ra comment ấy thì nó có một cái chức năng nó lọc người dùng trùng lặp, tức là mỗi người chỉ được comment một lần thôi nha. Spam nhiều thì cũng như không mà thôi, nên là đừng có spam làm gì. Mình sẽ chọn đáp án là 19 giờ thôi nhá. Còn 7 phương tiện và 8 phương tiện thì nó đều đúng hết rồi, gần như là không ai trả lời. Đó, tổng cộng có 52 bạn đã trả lời đúng trong cái video ngày hôm qua, tức là mini game ấy. Bây giờ thì mình sẽ đi chọn nha. 200k thì trong số của mình cũng đi mua được ạc rồi. Ạc mà tầm gọi là 150-200k là cũng khá là ổn ổn rồi đấy. Nào, xem nào. Vâng, bạn đầu tiên có tên là Thuật Khôi Phục 12. Đáp án cho ý thứ nhất là 19 giờ và đáp án cho ý thứ hai là 7 phương tiện. Đây, mình sẽ sao chép. Ba bạn này thì mình sẽ tặng 200k trong shop. Và nếu như mà trong ngày hôm nay mà không thấy tiền vào ID trong shop ấy, thì cứ nhắn tin trực tiếp qua nick của mình nhá, nick Facebook ấy, xong rồi mình sẽ giải quyết cho. Rồi, chúng ta sẽ tới với bạn thứ hai. Vâng, bạn thứ hai có tên là Tuấn Vlog. Đây, 19 giờ và trong game có 7 loại phương tiện. UID là 437. Ủa, ngắn thế nhỉ. Rồi, mình sao chép, mình giữ đây để lát nữa mình còn nạp tiền cho. Ấy, ấn nhầm vào kênh của bạn ấy rồi. Nào, người cuối cùng là ai đây? Là ai? Vâng, Zota FF. Ủa, cái bạn này quen lắm nè, hình như là lên TV mấy lần rồi sao ấy. Ok, 19 giờ hàng ngày, 8 loại phương tiện, tính cả xe đua màu trắng, vẫn được tính nha anh em ơi. Rồi, xong. Như vậy là mini game tuần này của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu như anh em mà không may mắn trúng giải thì tham gia vào tuần sau nhá. Mỗi tuần thì mình sẽ cố gắng làm một lần. Còn bây giờ thì trở lại với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thôi. Hôm nay thì team mình có 4 bạn. Duy Bắn Ngu này, Xuân Hải này, và bạn cuối cùng là không biết là Tê Thức hay là Tê Thục hay là Tê Thực hay gì đó, nhưng mà nói chung là có liên quan tới chữ THUC. Làm gì mà căng bạn ơi. Ok, Tuấn Anh nhỉ. Mình xin nhá. Ôi dồi, team mình có vẻ căng phết nhờ. Chưa gì mấy bạn ấy đã bắn gần xong hết rồi. Còn có một thôi à. Thôi,
Round 1 thì team mình thắng chắc rồi đấy. Tại vì 4 đánh 1 mà, làm sao mà team địch có cửa. Không biết là anh chàng cuối cùng đang nấp ở đâu. Có vẻ là team mình đang khá là mạnh ở mấy round đầu đấy. Nhưng mà chiến thắng ở round 1, round 2 thì không có nghĩa là chiến thắng luôn cả trận đấu đâu. Tại vì là còn hên xui nhiều thứ lắm. À kìa. À đây 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 đây, mình thấy hướng bắn rồi. Ui. Cứ tưởng là ăn được kill cơ, tiếc ghê. Team của mình thì 4 huyền thoại, team bên kia thì cũng 3 huyền thoại, 1 bạch kim. Chắc là cái bạn bạch kim kia được mời vào hay sao ấy. Ui. Mình vừa mua hết đồ rồi còn xin bông keo. Bông keo ở đâu ra bây giờ? Thôi mình không mua nữa rồi, hết tiền rồi. Round 2 thì team địch đang yếu lắm nên đâm ra là cũng không cần quá nhiều đồ đâu. Ủa ôi, mấy ông team mình còn không thèm mua đồ kìa. Bắn lục bạc kìa anh em. Dã man không? Hay đấy. Mình cũng chưa phải chắc kèo anh em ạ. À. Ê, 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 địch công lên kìa. Bình tĩnh nha mọi người ơi, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, ai cũng muốn chiếm cái tính. Nhưng mà, ui dồi ôi, ông nào ăn kill của mình đây. Đấy, đồng đội mình chiếm cái tính kìa. Rồi xong, chiếm cái tính xong cái gục luôn. Đen thôi bạn ơi, đỏ quên đi. Bây giờ làm sao mà ra cứu được. Ơ kìa. Ui là trời. Gì vậy trời? Bắn hai người yếu xong rồi toàn đồng đội bắn ạ. À. Ảo thật đấy. Nãy giờ hai kill rồi. Thôi còn có một người. Công lên làm luôn anh em ơi. Ui giời. Rồi xong. Không được kill nào luôn. Dã man ạ. À. Đặt cái tên là bắn ngu nhưng mà mình thấy có bắn ngu đâu. Cover chuẩn phết đấy chứ. Toàn cover lúc quan trọng thôi. Đó. Mới được có một kill thôi. Đồng đội mình đã 4 kill rồi. Ăn kill nhiều quá. Ăn vừa vừa thôi chứ. Rồi lên nào, lên 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 lên. Mình sẽ lên trước mình kiếm kill đây. Chứ không để đồng đội mình cover phía sau là móm đây nha mạ. Bắn 2 round rồi mà mới được 1 kill. Một bé gục. Nhìn mò ai. Ai ai ai. À, ui, cái lợn. Hú hồn. Bình tĩnh bạn ơi, đừng công lên đẩu như thế chứ. Ờ hay, gục anh em, ngon. Đấy, có 2 kill liền. Bây giờ mình sẽ qua đây. Bên này còn 2 người mà. Hay. Tuyệt vời đến từ bạn địch anh em ạ. Đúng rồi. Cứu đi. Đấy, hợp lý. Cứu xong rồi mình lên là vừa này. Nào đâu rồi? Địch đâu rồi? Ôi trời, các bạn ấy cố gạt kìa. Ok. Lia. Nhức cái nách luôn anh em. Một pha sấy đi cả hai người. Không xịt viên đạn nào. Đấy. Như vậy là mình vươn lên MVP luôn anh em. Tự dưng 5 kill rồi. À thấy không? Đứng đầu luôn. Chưa chết mạng nào luôn nhá. Có vẻ như là team địch hình như là không có cửa bật rồi anh em ơi. Team mình chắc là trận này lại thắng chóng vánh rồi đây. Bắn danh huyền thoại mà cảm giác như kiểu là bắn boss anh em ạ. Ở dưới kim cương 4, kim cương 3 bắn còn gắt gắt. Lên trên đây bắn như không ấy. Không hiểu kiểu gì. Chắc là mình phải chơi một thời gian cho cái sao nó lên nhiều hơn. Thì may ra bắn nó mới gắt gắt được. Đặt keo nhanh đấy. Ui. Chạy đi đâu? Mình tưởng là công thẳng ở chỗ mình chứ. Ai dè bãi lại chạy ngang ạ. Mình xin. Ui, hỗ trợ à? Tiếc thế. Không sao, không sao, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Team địch cần có một thôi mà. Để mình gạt cho. Bình tĩnh nha, bên này, bên này. À, tí thì toàn. Mày thế. Mày thế. Team địch cũng súng sạc. Nhưng mà đen thôi bạn ơi. Đỏ quên đi nhá.
một viên súng sạc làm sao mà chết được mình được, mình có giáp 3 cơ mà. Lại MVP rồi anh em ạ. Cứ tưởng là mất MVP. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!